Không, trời ơi. Chơi 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 chơi. Em tưởng sao làm bây giờ Em bật xi nhan xong em phải quan sát gương nè. Em chưa nhìn gương em một phát đánh lái xa là chết. Nhìn nhá. Không như thế đâu nhá. Mình sẽ biết là mình phanh lại, phanh chậm nhá. Rồi, vai qua, cuốn hết, cuốn luôn. Vừa cuốn bên nhà chân, nhanh tay, một tay thôi, được, nhanh tay, hết đi. Nhanh đi. Rồi, chào thằng Lan, nghe lên luôn. Lên. Ồ, úi trời ơi. Lên sao? Không, trời ơi. Chơi 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 chơi. Em bật xi nhan xong em phải quan sát gương nè. Em chưa nhìn gương em một phát đánh lái xa là chết. Nhìn nhá. Không như thế đâu nhá. Nghiêm cấm, nhìn nhá. Muốn làm gì, muốn chuyển làn là phải có gì tín hiệu xi nhan. Và thứ hai là bình tĩnh đã, em phải bật xi nhan xong em nhìn xem an toàn thì em mới sang. Còn không an toàn thì không sang bộ. Chưa chưa gì bật xi nhan phát là đánh lái luôn, nguy hiểm quá. Trời. Tắt mồ hôi. Ôi trời ơi, tí tắt mồ hôi. Thôi bình tĩnh, không sao, không sao, không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, không sao cả, rồi đi đi. Quay đầu ấy. Không, đi chéo đi nhá. Chích sang bên trái này. Chích không cần phải gái nhiều đâu. Mở chân ra này. Rồi, gái nhẹ rồi, chích lái này, giữ nguyên này. Nhìn đầu xe, gái nhẹ lên. Đấy, thế thôi. Không cần nhiều, đây gọi là chích lái. Được chưa? Đấy, không cần thiết phải để vô lăng quá nhiều. Khi em chỉ có gọi là gì em quay đầu xe thì em mới phải cuốn hết lái thôi. Còn xe máy thì em bắt đầu em phải ra giữa đường để cho xe máy không vượt trái của mình. Em để cho xe vượt trái cực kỳ nguy hiểm, được chưa? Rồi đi tiếp nào. Úi trời ơi, không, trời. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, chỉnh nhẹ thôi, chỉnh nhẹ thôi. Trời, tốc độ thì đang có mà lại. Trời. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi nhé. Thầy giáo Sơn, bộ túc tay lái, thực chiến.